Anh chị em mình đã biết đi đường cũ từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Cao Bồ, Mai Sơn ra Hà Nội chưa? Nếu chưa biết thì hãy xem video này. Điều đầu tiên thì chúng ta đang ở tỉnh Ninh Bình, chúng ta đi thẳng. Gờ tốc thì chúng ta giảm tốc độ nhé. Đây mũi tên ở dưới là đi thẳng và rẽ trái. Chúng ta đi thẳng ở đây thì có một cái cột mốc khá quan trọng mà anh em nên chú ý, đó là gì? Gần cái đèn đỏ mà trước cái cổng chào này là điểm mà chúng ta sẽ rẽ để vào và lối dẫn lên Cao Bồ Mai Sơn. Thì ở đây chúng ta chú ý bên phải có một cái cột mốc rất là quan trọng, đó là gì? Một cái biển chỉ dẫn, đấy là Vinaphone đây này, biển quảng cáo đấy. Bắc cổng chào đây đang chào anh em mình đây. Đấy, đến đèn đỏ này chúng ta chỉ cần một nhịp rẽ trái, và bên cạnh ở đây thì bên phải là cây xăng Đức Hùng và bên trái sẽ là nhà hàng Thanh Nga hay sao đấy. Đây, nhìn cột mốc chúng ta lối rẽ trái để vào Cao Bồ Mai Sơn nhá. Các bạn nhớ cái cổng chào này chưa? Cột Vinaphone nhá, cái đèn đỏ đây. Đây, cây xăng Đức Hùng xin kính chào quý khách. Đấy, rất đơn giản. Đây là những cái cột mốc mà các bạn nên nhớ. Nếu bạn nào thích đi đường cũ, ở đây thì các xe khách thì họ đi đường cũ nhiều. Ở bên này là nhà hàng Thanh Nga đấy. Ở cái video mà mới về Thanh Hóa, Ninh Bình thì tôi có hướng dẫn như vậy. Đây các bạn nhìn xem. Tiếp tục là đi thẳng tiếp anh em nhé. Ok, đi thẳng. Rồi. Rất đơn giản thôi. Chuẩn bị rẽ phải nhá. Đi thẳng. Đấy. Rất là đơn giản thôi, các bạn nhìn thấy cái này, các bạn có thể nhìn cái biển hướng dẫn này, chúng ta rẽ phải là chúng ta lên Cao Bồ Mai Sơn. Chúng ta đi về Hà Nội thì các bạn đi đường này nhé. Rất đơn giản thôi, rẽ phải nè. Ok. Như vậy là cái lối vào Cao Bồ Mai Sơn đang chào chúng ta. Chúng ta đi qua trạm